cả nhà yêu thương. Hello hello cả nhà. Hello hello cả nhà yêu thương. Chào quốc dân. Chào Nguyễn Lo. Chào bé Beo. Hello hello cả nhà. Cả nhà cho mọi một lượt follow nghe cả nhà. Cả nhà cho mọi một follow. Chào, em chào anh Tàu Nguyễn. Cho em một follow, bữa giờ em không có like. Follow của em bị đứng luôn. Mới vô lên like nó ngáp à. Chào Nguyễn Câu, em chào Nguyễn Câu. Hello, hello cả nhà yêu thương, tự nhiên bị nhức con mắt rồi nè. Cả nhà yêu thương, cả nhà yêu thương, cho mọi một lượt đăng ký, cho mọi một follow nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Cả nhà. Hello hello, chào cả nhà yêu thương. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Mai Mộng Miền Tây. Cả nhà yêu thương cho mừng một follow. Cho mừng một đăng ký. Hello, hello cả nhà. Ngộ thì có lật lên là ngáp. Chào Sơn. Chào Lê Văn Lượm. Chào Tư Ngọc. Chào Cao Hùng Duy,
Chào Trung Giang, Võ Trung Giang 2005. Hello, hello cả nhà. Chào Lê Chuộng, chào Thảo, chào Đại Thành, chào Phạm Mỹ 37, chào Hồng Nguyễn 123, chào Bình, chào Tấn 19, chào Chu Dưỡng, chào Trần Sa, chào Nguyễn Hữu Nghị, Hữu Nghị, chào Thành Dê 71, anh Thợ Điện Hồ. Cảm ơn anh Nguyễn Sơn đã tham gia. Cảm ơn anh Nhân Tài. Hello, hello cả nhà. Vì yêu. Cảm ơn vì yêu đã follow kênh cho Mai Mộng. Cả nhà yêu thương follow cho Mai Mộng. Chào bạn Nguyễn Bôi. Hello cả nhà, hello hello cả nhà. Cảm ơn người say mê ấm đã follow kênh cho Mai Mộng. Cảm ơn bạn Trần Phong. Cảm ơn Nguyễn Giàu đã follow cho Mai Mộng. Cảm ơn Hữu Kha đã follow cho Mai Mộng. Cảm ơn bạn, cảm ơn Trần Tuấn, cảm ơn Thành Tính. Người say mê ấm. Em ở Long An, miền Tây. Chào Trần Phong. Cảm ơn bạn phòng Trần Phong đã. Coi như con mắt của em nó nhức một con rồi ta. Có rồi, có chồng rồi. Ông có đi gà nha, gà đó con gấu nó cắn tụi đó. Vô, đi. Vô sang giường này nè, đi, đi vô. Đi vô. Đi vô. Nó cắn tụi phải không? Gì? Để mà không ăn cơm vậy. Nè, mà mở cửa cho đi nè. Gấu. Mày không đi hả? Đi đi. Tối nay mày đá trong nhà tôi quýnh mày nè. Chịu về chứ đi, mà đi. Đi đi.
Đi. Sao không đi vậy? Không đi đi đâu? Hello, hello con. Hello con. Lâu quá rồi, cô không có lên like. Mất follow hết rồi. Đâu rồi? Đó là bộ tóc. Nè hả? Trời mưa con. Chỗ cô cũng mưa lớn quá trời. Trời thấy cô bị nhức con mắt à, nhức một con mắt bên đây. Hello, hello cả nhà.
Chắc vậy á. Nhức con mắt. Bị đau một con mắt này. Đau một con. Sao con kia cũng YouTube rồi sao? Cái vòng bên đây là đủ ánh sáng, không cần mở đèn. Cái vòng bên kia thiếu ánh sáng. Bà nội không có ngủ, bà nội không có buồn ngủ con. Bà nội thức tới 6 giờ sáng luôn con. Ở bên đây mới đẹp thôi con, ở bên kia sâu quá. Bên YouTube sống. Giờ cô lên đây cô like, cái sáng cô lưu lại, cô up lên bên kia cũng được. Mấy cái like mà cô like trên đây, cô up bên YouTube được 1.000+ lượt xem á. Còn mấy cô giáo cô tự làm ít sẵn. Đọc rồi. Đọc rồi. Sướng nghe, ta thấy hàm quá. Biết gì đâu, giờ giá trúng số mới có tiền qua nước ngoài mua nhà. Mốt cô mà có dư tiền, cô qua nước ngoài mua căn nhà để bên đó. Qua Mỹ mua căn nhà để bên đó. Lâu lâu đi qua Mỹ chơi, có nhà ở. Giờ cô đi là có người bảo lãnh cho cô đi. Bây giờ cô đi là có người bảo lãnh cho cô đi. Mà cô phải ly dị. Cô phải ly dị chú mới được đi nước Mỹ. Mà chú cũng cho cô đi luôn. Mà cô thương mấy đứa cún không đi được. Hello, hello, cả nhà cho mộng một follow. Ủa? Sao ta? Mình nói cái gì mà mình bị vậy?
gì mà tới hai giới hạn chứ vậy? Bị hai giới hạn. Tự nhiên nói qua Mỹ ở, tôi bị liền. Bị hai giới hạn là bị gì? Tự nói ly dị chồng qua Mỹ ở, tôi bị liền. Có tài. Hello, hello, hello cả nhà yêu. Nói hình phạt này sẽ bị kết thúc khi mình đã khai báo nội dung. Cười cô ấy nha. Thế mình nói nước Mỹ á, cái mình vậy á. Đâu? Cái vỏ hàng cô bán cái gì? Im đó hết à? Giờ cô muốn bán cà phê nè. Giờ con làm vỏ hàng cho cô bán cà phê. Cô like, cô lấy cà phê về cô ngồi cô like. Cô có chú kia giao cà phê cho cô luôn. Mà cái chú đó giao thiếu luôn. Khi nào cô bán được tiền cô mới chuyển khoản. Hồi xưa tới giờ cô bán cà phê cho Sài Gòn cũng vậy. Cà phê có bản hiệu luôn, có thương hiệu. Giờ tự nhiên cũng quên mất tử. Lâm Đồng, Đà Lạt.
các nhà yêu thương, cả nhà yêu thương cho Mộng Sinh một lượt đăng ký kênh một follow nha cả nhà. Hello hello. Thì có áp được rồi. Cô này cũng xấu tàn tạ mà nhờ có áp. Có áp rồi cũng xinh như ai. Có áp ai biết 50 tuổi không? Ai biết cô 49 tuổi rưỡi không? Như con cô thấy con ở bên đây nhiều nè, đúng không? Cô mà lên TikTok là gặp con. Mỗi lần lên live là cô bị ngáp. Trời ơi, đành like YouTube nữa mà ngáp vậy sao lại. Mấy nay lượt xem. Mấy nay like là ít quá, không có like nhiều.
Ngủ đi con. Cô cũng xuống nè. Cô lên lai chút thôi, cô cũng xuống. Lai được 32 phút rồi đó. Cũng mau dữ chứ. Mới lên nãy giờ được 32 phút. Mới lên nãy giờ được 32 phút. 45 phút cô xuống. Bắt đầu ngày mai sẽ lai lại cái nha. Bữa giờ mà lai là được mười mấy ngàn follow rồi. Từ bữa giờ hả, đứng luôn rồi. Bữa giờ cô nghỉ mấy tháng rồi này. Bye bye con, chú con ngủ ngon. Năm đứa tụi nó mở mắt rồi kìa. Năm đứa tụi nó mở mắt rồi. Vậy là còn có 20 mấy ngày nữa con xuống đây vậy nữa. Thì cứ sao bị hoài ta, bị thêm lần nữa vậy. Chứ cô cũng để cho tụi nó cứng cứng. Cho nó cứng cứng mới đi con ơi. Còn nhỏ nó xà mẹ sớm tội lắm. Cho đi là về nó phải lớn mình giỏi luôn, chứ không có cho mà còn yếu yếu cho đi xong rồi về nó không có mẹ, cái nó bị lạnh rồi nó bị này bị nọ đừng guốc rồi tùm lum hết. Hello hello cả nhà yêu thương, cả nhà cho bọn sinh một follow. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Má yêu tất cả mọi người. Buồn ngủ. Ngáp.
Hello, cả nhà. Chào bạn Hiền Cần Thơ. Cả nhà. Hello mọi người. Hello cả nhà. Hello, cả nhà yêu thương follow cho mình một. Mới lùng lên đây cái bụng. Chào bạn Dương Thanh. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Cả nhà cho mọi người lượt follow cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Chúc mừng mọi người đã trở lại với kênh Mai Mộng Miền Tây. Cả nhà yêu thương, cho mọi người xin một lượt follow, một lượt đăng ký.
Hello, hello cả nhà. Chào thành phố. Hello, hello cả nhà. Cả nhà cho một lượt follow nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Hello, hello. Hello, cả nhà yêu thương. Cảm ơn người tình follow, người tình không quên đã thành viên đi nha. Cả nhà yêu thương cho Mụn. Lần đầu tiên ghé tới like mà không cho Mụn xin một lượt đăng ký kênh nha. Cho một lượt follow cả nhà. Thôi một kết thúc video của cả nhà. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Một ốp. Hẹn gặp lại mọi người trong ngày mai nha. Đuối rồi. Tự nhiên mới lên con chút lại buồn ngủ.